15-16, 3:30 phút ca nhạc dân tộc, giai điệu quê hương, 4:00 siêu thị cười, thần sắc đẹp. Bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình tối nay trên kênh 7. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19:00. Nutifood hân hạnh tài trợ chương trình này. Ơi bạn ơi, nhanh nhanh các bạn ơi, đến với những người bạn nhỏ, nào ta cùng mua hạt, lòng bao nói hân hoan, cùng chơi, trò chơi những người bạn nhỏ, nào ta cùng thi đua, xem ai xứng danh. Xin chào mừng các em đã đến với chương trình những người bạn nhỏ. Bây giờ chúng ta cùng làm quen với ba đội chơi ngày hôm nay nha. Đầu tiên là đội A. Chào bạn, đội A chúng tôi đây. Niềm tin và chiến thắng sục sôi mãi trong tim. Nào ta cùng vươn vai và hãy hét to lên. Ta sẽ chiến thắng trong cuộc chơi cuối cùng. Xin cảm ơn hai bạn đội A. Và bây giờ là hai người bạn của đội B. À, đây đội B chúng tôi đây. Cho dù khó may, ta luôn luôn vững tin. Vì đội B hôm nay ta luôn sẵn sàng. Quyết tâm. Xin chào hai bạn của đội C. Hai bạn sẽ nói gì nào? C đây, tên chữ C đây. Nào ta cùng thi đua, chiến thắng trong tay. Bạn ơi cùng vui lên, đã có chúng tôi. Niềm tin và chiến thắng ta vượt qua khó khăn. Ơi bạn ơi, nhanh nhanh các bạn ơi. Xin thân mến chào tất cả các em đang đến với chương trình Những Người Bạn Nhỏ. Anh Đình Nghĩa rất vui khi mỗi tối thứ năm hàng tuần chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình này. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn nhãn hàng sữa Nuvi của công ty Nutifood đã tài trợ cho chương trình này. Các em thân mến, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất là quen thuộc mở đầu cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay với phần trình bày của ba đội chơi rất là đáng yêu. Còn bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe xem những người bạn nhỏ này sẽ giới thiệu gì về bản thân của mình nha. Đầu tiên là mời hai bạn đội A hãy giới thiệu về đội của mình cho tất cả mọi người cùng biết đi nào. Kính chào quý vị khán giả và các bạn thân mến. Mình tên là Trần Nguyễn Huy Tú. Mình tính tuổi học lớp 4A, trường Triệu Việt Trinh. Sở thích của mình là xem TV, đọc báo và xem chương trình Những Người Bạn Nhỏ. Đây là bạn cùng chơi với mình. Kính chào quý vị khán giả. Mình tên là Hoàng Đức Ngoan. Năm nay mình 10 tuổi. Mình học lớp 41, trường Triệu Việt Trinh. Sở thích của mình là học truyện tranh và xem chương trình Những Người Bạn Nhỏ. Đội của mình tên là Quyết Thắng. Về đến đây vui là chính, chiến thắng là 10. Bây giờ cho anh hỏi nhỏ hai bạn của đội Quyết Thắng một chút xíu nha. Không biết rằng ở ngoài đời hai bạn có phải là những người bạn thân với nhau hay không? Dạ phải. Vậy thì xin cảm ơn phần tự giới thiệu rất là dễ thương của hai em. Còn bây giờ thì mời tất cả mọi người chúng ta cùng làm quen với hai bạn trai đều mắt kiến của đội B. Chào anh Đại Nghĩa và các bạn, mình tên là Phan Anh Tuấn, học sinh lớp 5M, trường tiểu học Bồng Hà. Sở thích của mình là chơi thể thao và tự môn tin học. Hai bạn cùng chơi với mình. Chào anh và các bạn, mình tên là Lê Công Lý, học sinh lớp 5-1, trường tiểu học Bồng Hà. Rồi mình tên là Đội Hồng Hà. Chúng mình lấy tên là Hồng Hà bởi vì đó là tên của ngôi trường, 5 năm gắn bó với biết bao kỷ niệm thân quen. Vậy thì tất cả các bạn khán giả, cổ động viên có mặt tại trường quay ơi, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay để chúc mừng cho đội Hồng Hà đi nào. Và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ với hai bạn trai dễ thương của đội C nha. Hai em hãy giới thiệu đi. Chào anh Đại Nghĩa. Chào các bạn, mình tên là Trần Ngọc Hòa, học lớp 47, trường Bào Sen. Đây là bạn của mình. Chào các bạn, mình tên là Trần Tiến Phúc, học lớp 41, trường tiểu học Hòa Bình. Hôm nay đến tham gia trò chơi Những Người Bạn Nhỏ, mình rất vui, mong các bạn ủng hộ cho mình nhé. Đội của em là đội Thỏ Con Dễ Thương. Đội Thỏ Con Dễ Thương, vậy thì tại sao các em lại chọn tên Thỏ Con Dễ Thương làm tên đội của mình nè? Vì trong lớp mà những bạn gái hay nựng mặt em. Tại sao những bạn gái hay nựng mặt em?
Bây giờ bạn nó thấy mặt em dễ thương quá. Người bạn nhỏ của chúng ta đúng là rất dễ thương phải không? Nên các bạn gái rất là thích đựng mặt. Thôi bây giờ anh Nghĩa xin phép được đựng mặt em một cái luôn được không? Xin cảm ơn các em rất nhiều. Các em thân mến, những người bạn nhỏ của chúng ta đến với chương trình hôm nay rất là đáng yêu phải không? Mỗi một bạn là một cá tính khác nhau, nhưng mà chúng ta cùng hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ chơi thật nhiệt tình trong trò chơi ngày hôm nay. Chương trình Những Người Bạn Nhỏ, chúng ta có tất cả 3 vòng thi. Cuối mỗi vòng thi, đội nào mà thấp điểm nhất sẽ phải chia tay với cuộc chơi. Đội cao điểm nhất sẽ bước vào vòng đặc biệt của chương trình, cùng nhau chinh phục 8 bậc giải thưởng khác nhau. Còn bây giờ, mời tất cả các em, chúng ta hãy cùng nhau bước vào vòng 1 của chương trình. Xin chào mừng các em đang đến với vòng 1 của chương trình Những Người Bạn Nhỏ. Luật chơi của vòng 1 chúng ta rất là đơn giản. Khi anh đưa ra một câu hỏi, các em hãy nhanh chóng nhấn chuông và giành quyền trả lời. Đội nào mà trả lời sai thì hai đội còn lại được phép nhấn chuông để giành quyền trả lời tiếp theo. Cứ một câu trả lời đúng, các em sẽ ghi cho đội của mình được 1 điểm. Bây giờ thì mời các em đến với câu hỏi đầu tiên. Khu công nghiệp Biên Hòa thuộc địa phận tỉnh Đông Nam Bộ nào? Anh xin mời đội C. Đồng Nai. Thuộc tỉnh Đồng Nai, chính xác, 1 điểm dành cho đội C. Futsal là tên gọi của môn thể thao gì? Xin mời đội B. Futsal là tên của môn thể thao bóng đá trong nhà. 1 điểm dành cho đội B. Loại đèn dẫn đường cho tàu thuyền đi trên biển gọi là gì? Lại là tiếng chuông của đội C. Xin mời đội C. Dạ thưa anh, là Đông Hải. Là Đông Hải, chưa đúng. Mời đội B. Thưa anh, là Hải Đăng. Là Hải Đăng, 1 điểm dành cho đội B. Ủy ban Olympic quốc tế đặt trụ sở tại quốc gia nào? Xin mời đội A. Thụy Điển, chưa đúng. Mời đội B. Thưa anh, Thụy Sĩ. Và đó mới là câu trả lời chính xác. Xin chúc mừng các em. Các em thân mến, như thế là những người bạn nhỏ của chúng ta vừa đi qua 4 câu hỏi đầu tiên. Bây giờ thì mời các em hãy cùng đến với một vở kịch ngắn. Vở kịch của chúng ta mang tên là Đôi Giày Thần. Một tràng pháo tay thật to đi nào. Ôi, ta ngửi hình như có mùi thịt trẻ con ở đâu đây đây. Làm gì có ông ơi. Ông đi ăn ở đâu về, mang theo hơi hớp của trẻ con đó thôi. Nhà mình làm gì có con nít chứ. Bà nói thật đó chứ. Thiệt mà. Vậy thì tôi tin bà. Thôi tôi đi đây, tôi thử chiếc xe tay gà mới tôi mới mua đây. Tin. Ê, con quỷ chột mắt mày làm gì mày đi ngoài đường vậy? Ê, con quỷ cụt chân mày làm gì mày nhảy cò cò vậy? Tin. Rầm. Rồi, vô nhà thương. Ồ e. Bố của mình đi rồi, cậu ra đi đừng có sợ nữa. Cậu đã thấy đỡ chóng mặt chưa? Mình thấy đỡ chóng mặt rồi. Mà sao cậu tốt với mình quá vậy? Cậu không có giận mình sao? Bố của mình định ăn thịt cậu á mà. Vì cha cậu là yêu tinh, còn cậu á với mẹ cậu rất tốt với mình và mọi người. Mình không thể giận cậu được. Nhưng mà tại sao á cậu lại đi vào rừng có một mình vậy? Ở trong rừng này á nguy hiểm lắm à. Mình biết chứ, nhưng mẹ mình tội nghiệp lắm. Nhà mình rất đông anh em. Có 7 người lận. Nhà mình đó cũng có 7 người anh em giống như cậu vậy đó. Nhưng mà tại sao cậu vào rừng có một mình hả? Mình muốn kiếm việc để giúp mẹ, không ngờ đi lạc vô rừng. Cậu đúng là một cậu bé ngoan ngoãn. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ giúp cậu về nhà thật nhanh. Mình có một cái đôi giày này, mình sẽ tặng cậu. Ê, mình có giày rồi mà. Đây. Đây không phải là một đôi giày bình thường đâu nha. Đây là đôi giày thần, đôi giày dạng dặm của cha mình đó. Cậu mang vào đi, cậu sẽ về nhà thật là nhanh. Đây, cậu mang vào. Nhanh lên. Lẹ lên để cha mình về bây giờ đó. Rồi, cởi đôi giày kia ra luôn. Nhanh lên. Nếu như đội nào mà lấy hết tất cả những điểm thưởng này thì sẽ những điểm số này được cộng trực tiếp vào điểm của từng đội. Chúng ta có 2 phút cho trò chơi này. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi, lấy những chữ cái của mình đi em, lấy chữ cái trước đi.
bỏ vào trong chiếc vợt của bạn mình. Coi chừng rớt ra ngoài sẽ không được tính điểm đâu đó. Nhanh tay lên bạn ơi, nhanh lên. Rồi chạy thật nhanh nào. Ôi, bây giờ thì cả hai chiếc tổ chim không còn điểm nào hết. Hết rồi, lấy những chữ cái còn lại bỏ xuống cho bạn mình. Rớt rồi, rớt rồi. Lấy ở phía dưới đi em, lấy phía dưới đi. Rồi, cẩn thận, quăng xuống cho bạn mình, kéo rớt ra ngoài. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Mỗi một lần hai chữ cái. Phía dưới ơi. Các em thấy đó, trò chơi này cần một sự phối hợp thật nhịp nhàng giữa người hai người chơi với nhau. Một người lấy chữ cái và một người phải thật khéo léo hướng tất cả những chữ cái đó không để rớt ra bên ngoài. Chúng ta cùng cổ vũ cho những người bạn nhỏ nào, cố lên. Bên kênh này anh thấy vẫn còn rất nhiều những chữ cái nằm khắp mọi nơi. Các bạn bên dưới cố gắng lên nào. Sắp hết giờ rồi, sắp hết giờ rồi. Nhanh lên. Sắp hết giờ rồi. Hết giờ. Các em thân mến, như người bạn nhỏ của chúng ta vừa trải qua một trò chơi rất là sôi động đúng không nào? Và các em cũng đã cổ vũ rất nhiệt tình cho những người bạn của mình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với chương trình. Các em thân mến, hai đội Hồng Hà và đội Thỏ Con Dễ Thương đã vừa hoàn thành xong trò chơi leo tường. Còn bây giờ thì những người bạn nhỏ của chúng ta phải dùng những chữ cái mà các bạn nhặt được để sắp xếp thành những từ hoặc những cụm từ có ý nghĩa, không được xếp thành những từ vô nghĩa, không được xếp thành tên riêng. Và trên mỗi chữ cái chúng ta có một điểm số khác nhau. Các em mà xếp được những từ càng dài, điểm số các em sẽ càng cao, dễ có cơ hội giành chiến thắng hơn. Chuẩn bị nha, chúng ta có 2 phút cho trò chơi này. 1, 2, 3, bắt đầu. Cùng chờ xem hai chàng trai của đội Thỏ Con Dễ Thương hay là hai chàng trai của đội Hồng Hà sẽ giành chiến thắng trong trò chơi này đây. Nhanh tay lên các bạn ơi. Và bây giờ chúng ta cùng đứng qua một bên và nhìn xem những từ mà các bạn sắp xếp được nha. Nào, đọc lớn lên nào. Ly. Ly uống nước rồi. Hoa. Cái bông hoa. Ví. Cái ví. Hết rồi phải không? Rồi mình cộng điểm xem. 4 với 5 là 9, với 3 là 12, với 5 là 17, với 4 là 21, 21 với 3 là 24, 26. 26 với 4 điểm thưởng này là 30. 31, 31 và 16 điểm tất cả. Xin chúc mừng hai bạn trai có 36 điểm. Yeah. Và bây giờ hai người bạn của đội Hồng Hà. Nào, đứng vào bên đây. Rồi đọc thật lớn lên nha. Đứng đây đi, tất cả mọi người cùng nhìn thấy mặt em nữa. Đọc lên. Tình yêu. Tình yêu, cha, hai người bạn của chúng ta nhỏ thôi nhưng mà xếp được một từ tình yêu. Tiếp. Yeah. Yeah. Ru. Ru. Bây giờ mình cộng điểm nha. 4 với 5 là 9, với 1 là 10, 15, 19, 22, 27, 29, 32,
32 với 4 là 36, 36, 36, 41. Bạn có 10 điểm thưởng nữa. Như thế là bạn có tất cả là 51 điểm. Xin chúc mừng các em. Yeah. Ôi, các bạn nhỏ của tôi ơi. Hai em ơi, chúng ta phải chia tay nhau tại đây rồi. Vì điểm số của hai em không vượt qua được điểm số của hai người bạn của đội Hồng Hà. Các em sẽ ra về với một phần học bổng trị giá 1 triệu đồng, 2 phần quà của nhà tài trợ Nutifood và 2 chiếc thùng dễ thương của chương trình. Xin chào tạm biệt hai em. Nào, hai bạn của đội Hồng Hà lại đây. Chúng ta hãy cùng cười thật to lên. Xin chúc mừng các em bởi vì chúng ta là những người chiến thắng. Cùng nhau chúc mừng cho hai người bạn nhỏ của đội Hồng Hà đã chiến thắng hai vòng thi đầu tiên để có mặt tại vòng đặc biệt của chương trình. Xin chúc mừng hai em. Như thế là hai em đã có một phần học bổng trị giá 2 triệu đồng rồi. Vào đến vòng thi này, hai em sẽ cùng nhau chinh phục 8 bậc giải thưởng khác nhau. Một câu trả lời đúng sẽ giúp các em nâng lên một bậc giải thưởng và một câu trả lời sai, các em sẽ bị hạ xuống bậc thưởng gần nhất. Trong khoảng thời gian 3 phút, nếu các em chưa đạt hết 8 bậc giải thưởng thì không sao hết. Chúng ta sẽ ra về với phần thưởng tương ứng. Mỗi bậc giải thưởng của chúng ta tương ứng với phần học bổng trị giá 500.000 đồng. Các em lên được bậc 6, các em sẽ có 3 triệu đồng, bậc 7 sẽ là 4 triệu đồng và bậc 8, 5 triệu đồng. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 đáp án, hãy lựa chọn một trong 3 đáp án đó làm câu trả lời cho mình. Chúc các em may mắn. Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Càng lên cao thì áp suất khí quyển càng thay đổi như thế nào? A. Tăng dần, B. Không đổi, C. Giảm dần. A. Tăng dần. A. Tăng dần, đó là đáp án không chính xác. Đáp án đúng chúng ta là câu C. Giảm dần. Chức năng chính của những chiếc cối xay gió khi mới được phát minh ra là gì? A. Xay lúa, B. Bơm nước, C. Chạy máy phát điện. Thưa anh là B. Bơm nước. Câu B. Bơm nước chính xác, chúc mừng em. Khối lượng riêng của nước lớn nhất khi tồn tại ở dạng nào? A. Dạng rắn, B. Dạng lỏng, C. Dạng khí. Thưa anh là A. Dạng rắn. Dạng rắn chưa chính xác, đáp án đúng thứ ba là câu B. Dạng lỏng. Các loài hoa có màu sắc sặc sỡ nhằm để làm gì? A. Đuổi côn trùng, B. Thu hút côn trùng, C. Bẫy côn trùng. Anh là B. Thu hút côn trùng. Chính xác, chúc mừng em. Nhà vật lý nổi tiếng Archimedes là người quốc gia nào? A. Ai Cập, B. Hy Lạp, C. Thổ Nhĩ Kỳ. Anh là Hy Lạp ạ. Hy Lạp, chính xác, một điểm nữa dành cho em. Tuyến đường sắt dài nhất thế giới nằm ở quốc gia nào? A. Mỹ, B. Trung Quốc, C. Nga. Anh là B. Trung Quốc. B. Trung Quốc, sai rồi, đáp án đúng chúng ta là câu C. Nga. Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên được xây dựng ở nước nào? A. Nhật Bản, B. Nga, C. Mỹ. Thưa anh là C. Mỹ ạ. Đáp án đúng chúng ta là câu B. Nga. Hòn đảo nào được xem là hòn đảo lớn nhất Địa Trung Hải? A. Đảo Sicily, B. Đảo Kos, C. Đảo Ship. Anh là câu C, đảo Ship. Câu C, đảo Ship, chúc mừng em. Quốc gia nào là quốc gia có số lượng cừu lớn nhất thế giới? A. Mỹ, B. New Zealand, C. Úc. Anh là C. Úc ạ. C. Úc, chính xác, chúc mừng em. Tổ chức Liên Hiệp Quốc ra đời vào năm nào? A. 1945, B. 1946, C. 1947. Anh là câu A. 1945. Chính xác, chúc mừng em. Châu Mỹ được Columbus phát hiện vào thế kỷ bao nhiêu? A. Thế kỷ 14, B. Thế kỷ 15, C. Thế kỷ 16. Thưa anh là B. Thế kỷ 15. Chính xác, chúc mừng em. Eo biển chia cắt châu Á và châu Mỹ có tên là gì? A. Eo biển Bering, B. Eo biển Malacca, C. Eo biển Gibraltar. Thưa anh là B. Eo biển Malacca. Đó là đáp án sai, đáp án đúng chúng ta là câu A. Eo biển Bering. Và thời gian kết thúc. Các em chinh phục được 3 bậc giải thưởng của chương trình, tương ứng với một phần học bổng trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Dù sao các em đã có mặt tại vòng thi này thì các em cũng đã là những người chiến thắng. Chúc mừng các em. Các em sẽ ra về với phần học bổng trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Bên cạnh đó còn nhận thêm một phần học bổng trị giá 2 triệu đồng nữa. Và các em sẽ còn nhận thêm 2 phần quà của nhà tài trợ Nutifood và 2 chiếc thùng dễ thương của chương trình. Xin chúc mừng các em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Nutifood hân hạnh tài trợ chương trình này. Chương trình truyền hình định kỳ mỗi tuần về nông nghiệp, nông thôn và nông dân mang tên Ra Khơi do hãng phim Phủ Long và Ban Khoa Giáo Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.
quý khán giả và bà con nông dân đón xem. Các thân mến, chương trình Những Người Bạn Nhỏ do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà hàng sữa Nuvi của công ty Nutifood đã tài trợ cho chương trình này. Chương trình được ghi hình tại nhà thi đấu Masimax Cộng Hòa. Xin hẹn gặp lại các em trong chương trình tuần sau lúc 19 giờ thứ năm trên HTV7. Anh Tài Nghĩa xin thân mến chào tất cả các em. Nào các em ơi, chúng ta cùng chào một vòng chào tất cả mọi người thôi. Đi nào, vẫy tay chào mọi người đi. Những người bạn nhỏ ơi, trong nắng yêu ghê, các bạn thật thông minh, thao bác không chê. Bạn nhỏ của tôi ơi, các bạn là anh hùng, là niềm tự hào, các bạn là người chiến thắng, chiến thắng. Những người bạn nhỏ ơi, trong nắng yêu ghê, các bạn thật thông minh, thao bác không chê. Bạn nhỏ của tôi ơi. Xin chào những em bé thông minh với các trò chơi vui nhộn hơn. Lần trên xin thân ái chào mừng quý vị phụ huynh và các bạn nhỏ. Chào các bạn, mình tên là Tân Vĩnh Minh Châu. Xin chào các bạn, mình là Quỳnh Tấn Công. Yeah! Với cái phòng thi nhanh tay lẹ mắt, bé làm phiên gu ngọn ảnh thông minh, có cả ba mẹ cùng chơi. Đó xem 7 giờ tối thứ hai trên HTV7 cùng Pingu tham gia chương trình Những Em Bé Thông Minh của cô gái Hà Lan nhé. Đến với chương trình Hát Với Ngôi Sao. Hy vọng rằng đến với chương trình Hát Với Ngôi Sao, các bạn sẽ có những giây phút thư giãn thật vui vẻ và thoải mái. Nguyễn Vũ và Yến Trang xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Nguyễn Vũ nghĩ rằng là tất cả quý vị rất thích chương trình Hát Với Ngôi Sao, bởi vì chương trình này mang đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật thoải mái, và bên cạnh đó còn có những bài hát mà quý vị rất yêu mến. Đầu tiên Nguyễn Vũ xin giới thiệu ca sĩ khách mời ngày hôm nay, đó là đầu tiên ca sĩ Thanh Thanh, ca sĩ Uyên Thanh và nam ca sĩ Song Huy. Uyên Thanh này, hôm nay thì một bạn đã tham gia chương trình Hát Với Ngôi Sao, và khi đến chương trình này thì bạn có cảm nghĩ gì với chương trình Hát Với Ngôi Sao không nào? Uyên Thanh trước tiên xin gửi lời chào quý vị khán giả cũng như quý vị đang xem đài, và Nguyên Vũ, Yến Trang. Uyên Thanh được tham gia chương trình này lần thứ hai, và đây cũng là một trong những game show Uyên Thanh rất là yêu thích mỗi khi mình rảnh rỗi. Ngoài công việc mà bạn đi hát ra nữa thì công việc nội trợ của bạn thì như thế nào? Nói chung thì mình cũng mình lấp qua lấp lại, thế nhưng mình bận lúc nào thì mình sẽ làm công việc đó vào một thời điểm trước khi thời gian mình bận, để mình bù đắp những cái sai sót của mình. Tại vì mình là ca sĩ, mình không có thời gian chăm sóc gia đình, nên mình phải rất cố gắng. Thế còn Thanh Thanh thì sao? Công việc của bạn hằng ngày như thế nào ngoài việc đi hát của bạn? Thanh Thanh đã ngưng đi hát 2 năm rồi. Thanh cũng mới vừa phát hành album mới, album Giá Như, và cũng đang chuẩn bị đi hát lại. Thế thì tài nấu nướng của bạn như thế nào? Bình thường nếu như mà Thanh nấu nướng, Thanh nghĩ chắc là ai ăn cũng thích. Nhưng mà Thanh rất là ít nấu, tại vì không có thời gian á. Từ lúc Thanh không đi hát thì Thanh chuyển qua nghề kinh doanh, nên Thanh rất là bận. Thế còn Song Huy, đây là lần đầu tiên bạn tham gia chương trình này. Chương trình của chúng ta là chương trình Hát Với Ngôi Sao. Bạn có lời gì muốn nói với khán giả cũng như các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay không nào? Lời đầu tiên, Song Huy xin phép được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay, cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem đài Hát Với Ngôi Sao.
Lần đầu tiên đến với chương trình Hát với Ngôi Sao thì cũng có nhiều cái sự mới lạ và hồi hộp lắm. Có một điều là chương trình Hát với Ngôi Sao thì khán giả hay suy nghĩ rằng là Hát với Ngôi Sao là các thí sinh của chúng ta phải hát chung với ngôi sao. Nhưng bạn là một ca sĩ trẻ, bạn có cảm thấy một cái sự thiệt thòi hay một cái thiếu sót gì đó không nào? Cái gì nó cũng từ từ đi lên. Và Huy nghĩ rằng Huy cũng đang từ từ, từng bước từng bước. Đúng vậy. Thì khi nào nó đến thì hãy để cho nó đến một cách tự nhiên. Chứ đúng Huy vậy. Cũng không có nghĩ là mình là như thế nào, hãy để cho nó. Trong công việc thì mình chỉ biết rằng là mình sẽ cố gắng thật nhiều để mà khán giả chấp nhận mình, đúng không nào? Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng chào đón Uyên Thanh, Thanh Thanh và Song Huy. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với hai đội chơi, đó là đội Sô-cô-la và đội Doraemon. Về mình nào. Hello, 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 how do you do? I'm glad to be with you, and you, and you, and you. Nhóm Sô-cô-la xin chào chị Uyên Thanh, Thanh Thanh, anh Song Huy, chào hai MC thật dễ thương. Và chào tất cả các bạn đang đến với chương trình Hát với Ngôi Sao. Nhóm Sô-cô-la của mình gồm có 3 thành viên. Mình tên là Hồng Ngọc, là đội trưởng, hiện là sinh viên năm 2 của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Sở thích của mình là nấu ăn và làm tóc cho người khác. Và đây là thành viên thứ hai. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hồng Hạnh, hiện mình là nhân viên tổng đài. Và đây là thành viên thứ ba của nhóm, một cô bé rất là dễ thương và có một sở thích, tức là rất thích cười. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thanh Vân, hiện đang là sinh viên của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hôm nay nhóm Sô-cô-la đến đây với mong muốn là giao lưu, vui chơi và đem thật nhiều tiếng cười đến cho tất cả các bạn. Vì vậy các bạn hãy cổ vũ thật nhiệt tình cho nhóm Sô-cô-la và nhóm Doraemon. Cảm ơn đội Sô-cô-la rất nhiều. Thế là Doraemon, bạn hãy tự giới thiệu đội mình đi nào. Là những người yêu thích truyện tranh, nhóm chúng tôi cùng đến nơi đây và cả bạn cùng hát yêu thương với tên gọi Doraemon. Nào bạn ơi hãy đến cùng tôi, ta hát ca cùng với ngôi sao. Dù kết quả là thắng hay thua, ta vẫn luôn vui cười. Ha ha ha. Gia đình Doraemon xin chào tất cả các bạn. Mình xin tự giới thiệu, mình là Phương Thảo, hiện nay đang là sinh viên của trường Bắc Kinh, Trung Quốc. Sở thích của mình đó là nghe nhạc online và đi du lịch. Và sau đây là thành viên thứ hai của nhóm. Chào các bạn, mình là Lộc, mình đang là sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin trường Khoa học Tự nhiên. Thì sở thích của mình là cũng giống như các bạn ở đây là nấu ăn và cũng thích ăn. Và đặc biệt là mình cũng rất thích ca hát và thích đàn. Đó là một số cái sở thích của mình. Tiếp theo là thành viên thứ ba. Xin chào tất cả các bạn, mình là Minh Tân. Mình là sinh viên năm cuối khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Sở thích của mình là ca hát. Mình hát thì rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ hát với ngôi sao cả. Và hôm nay mình muốn biết là hát với ngôi sao thì nó như thế nào. Nhóm chúng mình đến đây với một tinh thần duy nhất, đó là dù kết quả là thắng hay thua, ta vẫn luôn vui cười. Bạn Phương Thảo, bạn có hát được tiếng Trung Quốc không nè? Cũng có. Bạn nghĩ, xin mời bạn hát thử cho nghiêm vụ cũng như quý vị khán giả cùng nghe. Quý vị nghĩ sao ạ? Na 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 lại của Yeah, 不过一个陌生的人，曾有你的心有你，你也不过曾经我心疼。Doraemon rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng chào đón Doraemon và Sô-cô-la. Vòng thứ hai sẽ được nhận giải thưởng trị giá 3 triệu đồng. Đội không thắng cuộc sẽ ra về với giải 2 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, vòng 1 xin phép được bắt đầu. Vòng 1, lời gợi ý đầu tiên như sau. Đây là một sáng tác trước năm 1975. Tựa đề có hai từ, xin mời bản điện tử. Đường. Doraemon. Xóm đêm. Đúng, đúng rồi. Vàng ánh
vẫn chờ mong. Ai chia tay ai đâu xám vắng im lìm, ai xông lên tia mắt ngàn câu êm đềm, mong sao cho duyên nhà mai nắng gieo thêm đẹp kiếp sông thêm. Và lời gợi ý tiếp theo như sau, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An, tựa đề có từ bay, bắt đầu. Lần đầu gặp Doraemon. Tình đã bay xa. Chưa đúng. Có chữ tình rồi bạn. Tình chưa đến đã vụ bay. Đúng rồi. Gợi ý tiếp theo như sau. Bài hát này là bài hát chủ đề của album Vol 2 của ca sĩ Uyên Thanh. Xin mời bạn điện tử. Lặng. Sô cô la. Dạ, đây là ca khúc Giọt Nước Mắt Muộn Màng ạ. Đúng rồi. Lòng nghèo đau thương xa rời, năm tháng ấy đã trôi qua như trong giấc mơ. Đời em lạc vào cõi u mê, mẹ cha buồn đau não nề, cuộc sống đã cuốn trôi đi không chờ đợi em. Tỉnh giấc cơn mộng em quay về đây, về với gia đình bên bao người thân, tìm lại vòng tay yêu thương bao tháng năm em đã bỏ quên. Tình giấc cơn mộng em quay về đây, về với gia đình bên bao người thân. Nào ngờ hôm nay người mẹ hiền đã xa khuất, mang theo bao nỗi đau vì em. Giờ đây em biết đi về đâu, đời em xin chúc mừng đội sô-cô-la, các bạn đã ghi được 10 điểm. Và lời gợi tiếp theo như sau, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng viết về thời áo trắng. Bắt đầu. Một. Sô-cô-la. Dạ đây là ca khúc Bên Nhau Ngày Vui ạ. Đúng rồi. Một giấc tan chuông ta áo trắng ngập đường, mình anh chờ vơ chờ em trước cổng trường. Rồi bóng em sang qua giây phút muộn màng, nắm tay anh em cười khẽ nói. Giờ sáng hôm nay giờ triết lý thật buồn, giờ anh đưa em đi tìm giây phút lạ thường. Mình có bao lâu rồi sẽ hết một ngày, hãy trao nhau trọn tình đắm say. Hey 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 hey, hãy dành bước với nhau kề bên nhau, nhạc vương reo khắp
nhau theo tiếng nhạc vui. Mình sống bên nhau và quên hết hận sầu, thì không gian kia làm coi thúc nhiệm màu, để mãi được ta trôi xa bên đời chờ, kết hai tâm hồn cho nước mơ. Bây giờ chúng ta sẽ nghe lời gợi ý tiếp theo. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Nhiên do ca sĩ Thanh Thanh trình bày. Xin mời bạn điện tử. Chiều. Doraemon. Mưa nắng cuộc tình. Đúng rồi. Rơi ngoài sân rất buồn, nhìn hoa lá rơi em thầm nhớ. Ánh sáng mãi như mây cuối trời, lãng du trong lãng quên. Ngày mai nắng lên biết chăng niềm đau sẽ còn, tình yêu tháng năm mưa và nắng như hoa lá. Xanh lúc tàn vẫn trong tim màu xanh cuộc tình. Đi trong thời gian sống trong cuộc đời, sẽ có lúc vui buồn mưa nắng. Nhiều người đi qua giấc mơ, nhiều người qua như bóng mây. Vội tình yêu trong đáy tim thật sâu. Em mơ ngày mai bước anh trở về, trong nắng tình buồn kia thôi sẽ qua, niềm đau kia xin vỡ tan, rồi cơn mưa kia sẽ xanh lại mùa xuân. Và lời gợi ý tiếp theo như sau. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phương Nguyên, từng được nhóm Ba Con Mèo trình bày. Bắt đầu. Nhớ. Sô cô la. Nhớ lúc bé. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhớ lúc bé thấy chúng ta cô đơn, không muốn biết những chuyện tư muôn phiền. Sao đã đến vây lấy ta bao đêm, buồn vẫn vương nhưng vì sao. Nhớ lúc bé thấy chúng ta cô đơn, nước mắt cứ mãi rơi trên mi cay. Đã mất côi chân mỗi đêm suy tư, vì cớ sao ta buồn tên. Nhớ ngày xưa còn thơ đã yêu vơ, một thoáng đã qua mất rồi. Tháng ngày trôi tuổi thơ đã theo hôm qua đâu còn. Hãy đủ vui hồn nhiên hãy quên ưu tư, và chờ lắng quên tháng ngày. Sẽ trôi qua mau như là bao cơn mơ. Và đây là lời gợi cuối cùng của vòng thứ nhất. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Kỳ Phương, nằm trong album của ca sĩ Uyên Thanh và Sơn Nguyễn. Xin mời bạn điện tử. Tình. Sô cô la. Dạ, trái tim chung tình. Đúng rồi. Tình có đến bên ta khi đời gian nan khôn khó, người có đến bên tôi khi mùa xuân sẽ đi qua. Lời đắm say yêu thương anh có mãi cho về tôi, sau tiếng nói trên môi dù lời yêu gian dối. Tìm mãi câu yêu thương sao lòng ta cô đơn quá, dù tiếng
ca đêm đêm cho lòng ai thêm đắm say. Rồi cánh nhung buông lơi, người ơi biết chẳng tình tôi nỗi nhớ nỗi cô đơn, đêm nay với tôi đi về. Người đã vô tình gieo trong tôi vấn vương, để trái tim gầy đêm nay thêm nỗi sầu vương. Dù biết cõi đời nhân gian hay đổi thay, lòng vẫn mong chờ một tình yêu say đắm. Tình hỡi ơi tình gieo chi thêm xót xa, nhiều lúc trong đời con tim yêu đã chìm sâu. Lòng vẫn mơ hoài dẫu có biết trái ngang một tiếng yêu ngọt ngào. Và kết thúc vòng một, đội sô-cô-la ghi được 40 điểm, đội Doraemon ghi được 30 điểm. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại vòng 2 của chương trình Hát với ngôi sao. Mời thành viên đầu tiên. Đây là một bài hát có cái tên cũng là một album mà đã nhắc từ đầu của ca sĩ Thanh Thanh. Lời gợi ý như sau: từng ngày dài bắt đầu. Dạ em xin trả lời ạ. Mời ca sĩ. Từng ngày dài nhớ anh khôn nguôi. 10 giây bắt đầu. Dạ Như. Đúng rồi. Xin chúc mừng các bạn. Anh đừng tha thiết cùng ai, giá như anh đừng vội quay bước đi. Vì quá yêu anh nên em nào hay biết, lời hứa anh trao hôm nào không hề gian dối. Giá như em đừng vội trách hờn anh, giá như em đừng vội quay bước đi. Vì quá yêu anh nên em hận em dối. Dù rất yêu anh nhưng em không hiểu tình ai. Từng ngày dài nhớ anh khôn nguôi, ngày dài xót xa chơi vơi, ước một lần thấy anh trong mơ mà thôi. Một mình em với em cô đơn âm thầm, một mình em với em đau thương vô vọng. Chỉ vì em đã không tin anh, em hờn em tránh tình. Mời thành viên tiếp theo. Và lời gợi ý tiếp theo như sau: nhắm mắt cho tôi. Bạn sẽ trả lời hay là nhờ? Em xin trả lời. Mời ca sĩ. Xin mời. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa. Dạ đây là bài Nửa Hồn Thương Đau. Đúng rồi. Cho tôi tìm một thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp người xưa ước mơ. Hay chỉ là giấc mơ thôi, nghe tình đang chết trong tôi, cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời. Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bóng thương đau, ôi sao ngàn trùng mãi xa
ta còn